Cháu xin được chào cô ạ. Cô cho cháu hỏi là cô là tên là gì và hiện nay cô đang ở đâu ạ? Cô là Lê Thị Bạc, hiện nay cô đang ở thôn Tuấn Xuyên, xã Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội. Thôn Tuấn Xuyên, Thôn Tuấn Xuyên, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. thành phố Hà Nội. Hôm nay con đến với cô để trước mắt là thăm cô. Sau cô trước đây là cô đã sử dụng cái rượu thuốc để chữa bệnh viêm đau dây thần kinh tọa của nhà thuốc. Thực ra là cô ghi hình lần này là lần thứ hai rồi. Lần trước là ghi hình ở tại thủ đô Hà Nội khi mà cô lên với một người con của cô để chữa cái bệnh thần kinh tọa này. Cô thực kỷ kể cho con rõ hơn là cái ngày mà cô lên Hà Nội là chữa Cái ngày mà lên Hà Nội đấy là chủ yếu là lên để nằm ở Bạch Mai ấy. và Thế xong rồi nằm ở Bạch Mai một thời gian thì chưa có hết nhiều tiền đấy, phải hơn 20 triệu đấy. vâng Tại cái tiền giường tiền đấy các thứ là hết nhiều. vâng Thế sau khi mà gặp được chú đấy thì là lấy thuốc nam của chú thì coi là dần dần là cái thuốc đấy nó tuyến chuyển nên là cô đi lại được bình thường. Nghĩa vâng là trước đây là cô bị nằm đồng nằm nằm mất 10 ngày rồi. Nghĩa vâng là không đi được mà nâng nằm nâng dậy ấy. Thế xong từ khi mà dùng thuốc của cô thì đến nay là cô đi dần dần xong ra quen. Thế đến khi là ổn định mà bây giờ là nó khỏi thật. Đấy. Nghĩa là đến bây giờ thì hầu như là khỏi hoàn toàn như là trước khi chịu có bệnh À, đấy. chưa có bệnh à? Ừ. Hỏi Thế xin hỏi là tỉ mỉ của cô một chút là cái thời mà cô lên trên Hà Nội đấy là thứ nhất là đến với người con để đi được đi chữa bệnh này, đấy, đến và sau khi là gặp nhà thuốc thì dùng cái liệu trình của nhà thuốc thì đã khỏi từ đấy đến bây giờ đã được một năm chưa nhỉ? đến là một cách chứ phải gần một năm rồi đấy, Gần một mười năm. mười mười sáu à hơn một năm rồi, là coi là 16 tháng rồi, 16 tháng. đến nay là 16 tháng. 16 tháng đã khỏi hẳn chưa Ừ. hay là vẫn chưa khỏi? Coi là khỏi hẳn hẳn hoàn toàn rồi. Cô trước đây là cô không, nghĩa là đi một mình không được, bây giờ là đi một mình, đi xe đạp lai được cháu Vâng. đấy, nghĩa là giả lại tư cách như là lúc chưa cô chú bị rồi. Chưa có bệnh. Ừ. Thời bấy giờ cô có bệnh, cô có lo lắng lắm không? Có lo chứ, lúc bấy giờ lo bởi vì là đi bệnh viện nằm đêm nằm ngày, con đưa đón suốt ngày, vừa làm vừa phải đến với mẹ, vừa phải đưa đón cũng lo chứ. Vâng, thời đấy Đấy. là cô đã khỏi rồi và nhà thuốc cũng ra đấy và đã ghi hình một lần rồi. Thế anh Và hôm nay là có nhân duyên là trực tiếp nhà thuốc đến tận nhà cô. đến tại nhà, Tại nhà đây, thứ nhất là thế thăm là cô, thứ hai nữa coi hỏi là thăm cái tình trạng bệnh tật cô và cũng muốn đến để cảm ơn cháu nhưng vì là điều kiện nó xa xôi, nó chật vật không đến được. Đấy, như hôm nay thôi thì nhà thuốc đến được tận cửa đến nhà cô là cô cũng xin cảm ơn, mà bệnh tật là coi đấy là 99% rồi. Đấy. Khỏi là được 99%. à, tức là khỏi hẳn rồi, có lúc Ừ. là nhiều khi trở dời các thứ thì nó hơi hơi mỏi một tí Đấy rồi đúng đấy, không? còn hơi 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 Đấy. mỏi thôi. Tức là mình Còn thông là miễn là đi lại được bình thường, lai được cháu đi chơi, đi được xe đạp, còn trước đây là cô biết là nằm đâu làm vậy, cần phải con dâu cứ cõng luôn đấy. thế ngày đi bệnh viện Bạch Mai như vậy thì bệnh viện họ cho rằng Bệnh cô bị bệnh bệnh gì? bệnh viện lão khoa lúc À. bấy giờ thì người ta chụp CT, người ta thử máu các kiểu, người ta bảo là đau dây thần kinh tọa, Do gì, có do thoái hóa cột sống không? miễn là không không thấy có cái gì, miễn là chụp tất chụp cả từ đầu xuống nhưng mà họ chỉ nói là đau dây thần kinh tọa thôi. Vâng ạ, thời Đấy. đấy Thì họ chỉ cho cô sông điện, à còn hầu như là không châm cứu mỡ, không cho uống thuốc gì hết, mà chỉ cho sông điện là chính rồi. Coi là cái tiền chụp tiền trước là mình mất mất tiền ngoài ấy, dạ vâng bảo hiểm của mình là có 30% là nó ít quá lắm, thời thế đấy mà nên là ngoài chữa không bệnh viện đấy ra còn chữa đâu nữa không? không không đưa xong thì gặp nhà thuốc là chữa nhà thuốc đấy thôi. Vâng. À, mất mất lúc mới xuống thì có một ông ở Hoài Đức á, đấy Vâng. ở chỗ chỗ chợ Diễn ấy, đấy thì uống mất 10 ngày, như ông bảo là uống cái thuốc này là nó chỉ là có là nó hỗ trợ thần kinh, nó khỏe thần kinh Vâng. chứ còn không phải là chữa bệnh Vâng. đấy, ông nói là như thế. Thế nên là uống thuốc của ông thì ông bảo phải uống lâu dài đấy, thế nhưng mà sau này thì thôi không uống nữa. Thì Vâng, gặp cái thuốc thời ông cho uống là thuốc đông y hay thuốc tây y? cũng đông y, cũng À. đông y nhưng mà toàn cây ở trên rừng cái gì ấy, sắc mỗi ngày sắc uống một lần, một ấm đấy uống 2 ngày đấy Vâng, tức là có sử dụng thuốc cả đông y nữa mà có. chưa chưa không ăn thua cái thời bấy giờ.
Và bây giờ đến bây giờ là hơn 1 năm rồi cô cũng được gọi là hoàn toàn ổn định rồi đúng Đấy, không? cô ổn định rồi. Mới là cô đi lại bình thường, lại được cháu hay đi xe đạp, mới là thế. Còn trước đây là không đi được. Thời đấy là cô đau về đêm hay về ngày nhiều hay Coi là lúc nào cũng là đau? đêm là nó đau nhiều hơn, đêm là nhức, nhưng hôm á con dâu con trai nó cần phải nắm này, nhức quá xong cứ nắm cứng chân luôn này này. À, thoa bóp. Tay chân này để cho máu nó khỏi chạy, không nhức quá đấy. Vâng. Đấy, xong từ khi uống của nhà thuốc dần 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 thì thấy nó công lên, nó nhức nhiều xong từ đấy đi thì là nó dọn dần. À, trong thời gian Đấy, đầu là cũng bị là cũng đau bị tăng lên. công nhức đấy, tăng nhức đấy. Đau tăng đấy thì nhà Nhức thì thuốc. toàn về đêm 12 giờ đêm Dạ. là nó đau. Đấy nhà Đấy, thuốc toàn toàn về đêm thôi. vâng, đau về đêm nhiều vì về đêm là khí lạnh hơn. Nó lạnh, À, đấy theo chắc nguyên lý thì nóng thì lở ra, lạnh thì đấy. co lại. Lúc cũng Xong từ đấy đi thì là nó nhức xong thì mất khoảng chắc cũng phải là đến 4 5 hôm hay 1 tuần quay lại gì đấy, xong là nó giảm nhanh. giảm vào hết. Ừ, giảm nhanh dần 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 dần, nghĩa là ngay trường là nó cũng giảm nhanh, giảm trông thấy đấy. Dạ. Đấy, Thời đấy ai là người phục vụ cô nhiều nhất? cô thấy ở đấy lúc bấy giờ ở đấy đấy thì có mỗi con dâu rồi có ai đâu. Và con dâu con trai làm Con việc ở Hà trai Nội. thì cứ sáng là đưa lai mẹ đến viện, xong thì 30 phút lại lai mẹ về. Thế còn con dâu thì hôm đấy là nghỉ mất 1 tuần, con trai nghỉ 1 tuần. Là những hôm đấy là phải cõng ở viện, là con dâu nó nghỉ, con trai nghỉ. Đấy, coi như thần Đấy, coi như xong là thì từ lúc mà uống của nhà thuốc đấy thì là mới đầu thì dê bấu vào tường này đi, đi vâng. dê. Đấy, thế xong xong vài hôm thì là bắt đầu nó đỡ dần dần thì là đi được một mình, thế xong sau dần dần nữa là đỡ đỡ nữa thì lại nấu đỡ được cơm cho con đấy. Vâng. Đấy, thế Đấy. nên là uống uống của nhà thuốc là coi cũng cũng nói, tin tưởng là 100% là mình có khả năng là mình khỏi được bệnh đấy. Và Đấy, đến bây giờ khỏi hay chưa khỏi? đến bây giờ là khỏi rồi. Đấy, Đấy, bác đến làm bây giờ là cảm ơn thầy nhà thuốc là thế, là miễn là như như theo như lương tâm của cô là nếu mà mình khỏi bệnh thì mình phải đến nhà thuốc để cảm ơn nhà thuốc, hoặc là phải nói nôm na để thắp hương cho nhà thuốc. Đấy là đúng vâng. đúng cái dòng thuốc nam là vì thế đấy. Dạ vâng thì Thì mấy lần cô cứ hẹn cháu là đến chơi ấy. dạ nhưng mà đường Đấy, xá xa xôi quá đúng không, ừ từ đây đấy, đến đường xa xôi quá. nhà thuốc đông y Bảo Lộc Đường ở Thọ Vực Đội Bình Ứng Hòa Hà Nội thì là cách đây được khoảng gần 100 cây, trên dưới Đấy, 100 đấy. cây. Bây giờ thì cô về quê thì thôi, thì về quê đây thì cô cũng dắt mọi người hỏi thăm, thấy cô đang ốm đau như thế mà bây giờ về quê lại khỏe mạnh như này. Đấy, là mọi người cũng hỏi thăm thì cô cũng cho địa chỉ thì cũng coi là Làm cũng bách nhờ một số vậy. người khác. Đấy. À, ở đây thì biết rằng là một người gần đây thì cũng khỏi về cái Đấy, nghĩa bệnh này là rồi. mách người đầu tiên là khỏi rồi. Và Mà xin người thứ hai là cũng bảo đỡ nhiều rồi. vâng ạ. Đến người thứ ba đây là cũng bảo đỡ đỡ dần dần, Một hôm xưa cũng lại lấy gì vâng ạ, cũng đấy. mới mua. Con xin nhắc lại bác là một trường hợp đặc biệt, Đấy, vừa bị đó. viêm đau dây thần kinh tọa do thoái hóa cột sống. Đúng. Ngoài ra bác còn bị một cái bệnh gì nào đó nhỉ? Đấy, ho này, ho Hò. hen này, ngày xưa là bác bị từ lâu rồi. Vâng. Miễn là từ ngày miễn là mình sinh nở xong là mất mất, nhưng mà đến cái tuổi mà mình nhiều tuổi yếu là bắt đầu nó lại phát. Đấy. Đấy. Thế mà hôm thì gặp nhà thuốc thì mới hỏi đấy, thì nhà thuốc cho thì từ đấy đi đến nay là bác khoảng tầm đấy 16 tháng đổ về đây là bác thấy người nó, nghĩa là nó không không có cái hiện tượng là như trước nữa. Không còn hiện tượng ho suyễn nữa. Ừ, thí dụ mình ho một một trận này như nào là hay là ăn cái gì vào lạnh viêm họng cái ho là bắt đầu nghẹt. Vâng, cháu Đấy. nghe thời đấy là cháu nghe nói là bác đi chữa ho cũng rất là phức tạp phải không? Cũng Đấy, vất. cũng cũng đi chữa ho nhiều, cũng đi viện nhiều ấy, không phải ít đâu. Dạ. Thế mà từ khi uống thuốc của nhà thuốc đến nay là miễn là đỡ được cái đi viện này, hoặc là miễn là mình ho là nó không nghẹt lên nữa. Vâng. Thôi thì có duyên gặp được nhà thuốc thì Vâng. nó là cái hợp duyên nữa. Vâng ạ. Đấy, thuốc nam á thế mà. Tức là bác lấy Thế là thứ nhất là thần rượu thần kinh tọa là chữa nó khỏi rồi. Thứ hai nữa cái ho là nghe thời bấy giờ là bác là con những người con của bác là cho đi bệnh viện này, rồi cho đi xông thở hay gì đấy. đấy, đi đi sông ấy, đi sông ấy, đi suốt nhá. Thậm chí bác về cái tận viện phổi mất khoảng 15 ngày rồi đấy, tại Vâng. cái con nằm gì đấy. Thế xong ở bệnh viện ba về đây xong là
nó sức khỏe mình nó yếu thì nó lại càng nặng ấy. Thế xong bắt đầu chuyển một phát về tận viện phổi chỗ chứ không phải viện phổi trung ương đâu, viện phổi chỗ đấy là chỗ 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 cái gì Thanh Nhàn đấy, bệnh viện Thanh Nhàn. Bác đi bệnh viện khác nhớ thế. Bên Bệnh nhớ mà bệnh bệnh viện có. Thanh Nhàn đấy. Vâng ạ. Thì hôm nay báo cáo bác, hôm nay có nhân duyên nhà thuốc Đông y Bảo Lộc Đường đến nơi này thăm bác. Thứ nhất là bác dùng rượu thuốc chữa bệnh viêm đau dây đỉnh tọa do thoái hóa cột sống đã khỏi, và Khỏi bệnh ho thì coi như cũng đã khỏi từ bây giờ, không phải rồi đi là sông, không phải đi chữa nữa. đấy, miễn là đỡ nhiều, Đấy, ho chỉ còn trái lắng rời rời là có ảnh hưởng lại nó một vẫn tí thôi, khó đúng thở, không? vẫn thở vẫn có, nhưng mà nói chung là bệnh của mình nó nặng, nó nhiều năm, mấy chục năm, Mấy năm chục năm. nay bác 60 tuổi rồi đi, thế là đỡ lắm rồi còn gì nữa, đúng Bác không? cảm thấy thuốc của nhà thuốc tốt hay không tốt? Tốt, thuốc thế là quá tốt thì chuẩn, Từ thế thuốc nên là rượu thuốc chữa thần kinh tọa cho tới đấy thuốc cho ho. thấy họ đấy, cho Vâng. nên là chỉ chưa biết nào, nhưng mà bác theo của nhà thuốc hai loại là bác thấy đạt yêu cầu Dạ đấy, vâng. là theo mấy khả năng của bệnh của bác đấy. Vâng. Đấy, hôm nay đến nơi này thì cái nơi này thì phải nói là rất là miền quê và đẹp. Vâng, thay mặt nhà thuốc Đông y Bảo Lộc Đường, cảm ơn bác đã tin tưởng và sử dụng cái sản phẩm rượu thuốc của nhà thuốc và cũng như là thuốc ho của nhà thuốc, và bây giờ đã coi như đã ổn định, và đã ổn định được hơn 1 năm rồi, đúng không ạ? Hơn 10 năm rồi, được 1 năm 4 tháng rồi, Và ngày 16 tháng rồi. đợt trước đây là con nhà bác làm việc ở đâu? Trước đây đấy thì các em vẫn làm ở rạp phim ở Thái Hà, Thái À, Thịnh, à Thái Thái Thịnh. Hà đấy. Vâng ạ. Xin thay mặt nhà thuốc nắm tay bác ấy. Chúc Và bác có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. việc cảm Vâng. ơn nhà thuốc. Tôi gặp được nhà thuốc, nhờ được nhà thuốc cho nên là mới sức khỏe mới được khỏe mạnh như ngày hôm nay. Cứ có sức Đấy. khỏe thì Tôi là gọi là không biết nói gì chân thành, nên là cảm ơn nhà thuốc. dạ, có sức khỏe thì ít nhiều Và làm cảm được ơn nhà việc chú cho cho các con cháu. đồng ruộng Thì ruộng vợ tôi tần như con thì cháu. cứ thỉnh thoảng chú nhà cửa chú biết đây rồi thì lên trên này thì là chữa bệnh mọi người, nhiều người ta khỏi ta biết đến thì là người ta lại cứ tìm đến thôi, Và đây thế là cái vận số của mình có lộc là người ta tự đến tìm đến. nhà thuốc sẽ cố gắng để dùng cái thảo dược để chữa bệnh cho người Việt Nam mình. Bây giờ bác đi cho cháu một đoạn nhá. Thật sự là ổn định chứ không phải là cố gắng Nhá, gì, đúng Hà không? Nội là bác Vâng. cứ đi tập này suốt ở cái này Vâng, bác vẫn đi tập Hà đấy. Nội à? Bác vẫn đi cho một đoạn. Chạy, Đúng bác chạy thôi à? Sẽ chạy có rồi, ổn không? cứ chạy chạy cái này đi, Vâng. cái này cũng được rồi, Chạy lại cũng được với à? cả cái chân này bây giờ này không đau nữa, không ấy nữa, Vâng, đi nhưng thôi. mà ở Hà Nội là bác cứ sáng ngày là bác cứ đi lại đấy. Cái này là gì? Em xin được chào chị ạ. Vâng, Em chào xin được chị. tự giới thiệu, em là Lương Y Lạc Minh Cương, Vâng. nhà thuốc Đông y Bảo Lộc Đường, có địa chỉ ở thôn Thọ Vực, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Thì hôm nay em đến đây để xin phép ghi hình ảnh chị là sau khi sử dụng cái rượu thuốc chữa bệnh viêm đau dây đỉnh tọa của nhà thuốc. Xin hỏi trước đây là chị bị đau như thế nào? Em bị đau từ hông cho xuống mông, xong là xuống gót chân. Vâng. Vâng, sau khi em dùng thuốc là em qua một liệu trình đấy là em thấy khỏi. Xin qua dòng thời gian là khi mà chị đau như vậy, chị có cảm thấy khó chịu không? Có khó chịu, đau buốt. Đau buốt như nào? Nó đau Đau buốt ở lắm. trong cái dây thần kinh, nếu mà còn có lúc không đi được. Không đi được. Vâng. Bấy giờ là Có lúc chị. còn đau phát sốt lên được. Vâng. Bấy giờ thì chị đã đi chữa trị và thăm khám ở đâu không? Có, em có đi sang bên chợ hàng, em có lấy thuốc ở bên đấy nhưng mà về uống không thấy tiến triển. Không thấy tiến triển gì. Vâng, Xin tiến hỏi triển gì? địa chỉ ở đây, nó là địa chỉ ở đâu đấy? Đây ở thôn Tuấn Xuyên, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Vâng ạ, thì là chị bị viêm đau dây thần kinh tọa theo nhà thuốc. Theo lời kể của chị thì là đó là viêm đau dây thần kinh tọa do thoái hóa cột sống. Thế Vâng. bây giờ chị có đi thăm khám ở bệnh viện nào Em không. không? Vâng. Sao Em cơ không đi khám ở viện nào. Vâng, thì cơ duyên nào để chị biết được nhà thuốc? Em qua chị Bạt. À, có một cô Vâng. chị Có chị Bạt ở làng, chị cũng bị đau mà chị còn bị liệt, chị không đi được. vâng Vâng. ạ. Chị Mách. Nhà Vâng. thuốc cũng vừa phỏng vấn cô ấy rồi. Nếu mà theo Vâng. em thì cô ấy nhiều tuổi thì gọi bằng cô, còn đối với chị thì là người họ hàng nên gọi bằng Vâng, chị ạ. người họ hàng thì gọi bằng chị. Dạ vâng, gọi bằng chị. Vâng. Thì là bấy giờ đau như vậy thì là thông thường là chị đau vào ban ngày hay ban đêm nhiều hay lúc nào nó cũng đau? Em lúc đấy là nó cứ hay vào gần trưa mới gần buổi tối. Vâng, thì là Gần đau hơn. trưa mới gần tối là bắt đầu là nó giật, là có khi là ngồi không đi nổi mà còn phát sốt lên được. Bây giờ ai là người phục vụ chị nhiều nhất? Cũng chẳng có ai phục vụ. Không ai phục vụ. Vâng. Chỉ có một mình ở nhà thôi, con chồng con đi làm hết rồi.
trẻ tuổi này mà bị vậy chị có lo lắng lắm không? Có lo chứ anh. Bởi vì chị mình sợ ví dụ như là không may mà nó liệt ra cái thì không ai phục vụ nổi. Vâng, cái bệnh này đúng là mình trẻ tuổi thì mình còn lo lắng rất là nhiều từ gia đình này, con cái. Con cái còn chưa đứa nào xây dựng gia đình. Vâng. Liệu trình uống thuốc của nhà thuốc thì chị có cảm thấy khó uống cái rượu đấy không? Mới đầu uống thì cũng hơi khó uống nhưng mà xong rồi cũng quen. Vâng ạ, nhà thuốc vẫn hướng dẫn là nếu ai mà khó uống thì có thể đổ vào cốc nước để uống. Chị có đổ vào cốc nước mới để đầu uống? em cũng pha nước và em uống đấy. Vâng. Mới đầu cứ cho một cốc nước nhiều nhiều vào pha lẫn vào cho dễ uống. Vâng, trong những ngày đầu, trên dưới một tuần đầu chị uống, chị có cảm thấy đau hơn không hay là nó dịu đi luôn trong thời điểm đấy? Trong mới đầu một tuần đầu, chục ngày đầu uống thì là nó có đau hơn. Vâng, có đau đau hơn. nhiều hơn. Dạ vâng. Đấy, nhiều khi nhà thuốc cũng phải gọi cho xong bệnh nhân là thấy đỡ dần dần. để động viên, bởi vì những ngày đầu là 50% số người là bị đau hơn trong thời gian uống trên dưới một tuần đầu. Sau đó mới giảm và có những trường hợp thì giảm luôn và khỏi luôn. Đấy thì là qua quá trình chị sử dụng cái rượu thuốc chữa bệnh đau dây thần kinh tọa của nhà thuốc thì thứ nhất là thuốc nó rất đơn giản phải không? Không phải đun, không phải sắc, chỉ việc là uống trực tiếp hoặc là đổ vào cốc nước để uống. Thì chị dùng khoảng bao nhiêu thời gian thì chị khỏi? Em dùng khoảng 1 tháng rưỡi. 1 tháng rưỡi. Vâng. Chị đặt mua 1 tháng là khỏi hẳn. Vâng. Thế nhưng mà em uống thêm này, uống thêm 1 lít nữa. À, tức là chị đặt mua 2 liệu trình. Vâng. Tuy nhiên là vẫn còn đặt mua 2 liệu trình nhưng mà uống hết 1 liệu trình rưỡi thì là thấy khỏi rồi. Vâng, nóng nực quá thì thôi không uống nữa. Vâng ạ. Vâng. 1 liệu trình nó vào 2 lít thì uống được khoảng được 2 tháng. Vâng. Và chị mua 2 liệu trình, tuy nhiên là chị vẫn còn 1 lít nữa không uống nữa. Vâng. Bởi vì là khỏi rồi đúng không ạ? Vâng. Rồi, hôm nay thì là thời tiết nó nóng nực quá thì không uống. Vâng. Khỏi rồi thôi không cần uống nữa cũng được. Vâng. Hoặc là mình để dành khi nào mà đến mùa đông đến thì mình thích thì mình lại uống. Vâng. Qua quá trình chị sử dụng cái rượu thuốc của nhà thuốc, chị có cảm thấy thuốc của nhà thuốc tốt hay không tốt? Em thấy thuốc cũng uống được, tốt. Thuốc tốt à? Vâng. Tốt thật không? Tốt thật. Đi lại ăn giờ được, ngủ được. À, ăn được, ngủ giờ được. Đi lại bình thường. Đi lại bình thường. Vâng. Và hôm nay có cơ duyên em tới nơi này để ghi hình, rất cảm ơn chị đã tạo điều kiện có một chút thời gian để nhà thuốc hỏi và thấy chị cũng khỏi hẳn rồi, nhà thuốc cũng rất là mừng. Và hôm nay nhà thuốc Đông y Bảo Lộc Đường đến đây xin được làm tay chị một cái và chúc chị và gia đình luôn luôn có thật là nhiều sức khỏe, vì có sức khỏe thì mình mới làm được việc lọ việc kia, đi lại cũng thoải mái đúng không ạ? Vâng. Và sau đây thì em cũng xin cảm ơn nhà thuốc đã chữa cho em khỏi bệnh. Vâng. Cảm ơn nhà thuốc còn ạ. Vâng. Nhà thuốc cũng cố gắng để đem lại cái thảo dược từ đất nước Việt Nam để chữa bệnh cho người Việt Nam. Vâng. Đơn giản, hiệu quả và tiện lợi đúng không? Vâng. Và chị đi lại cho em một đoạn nhé. Vâng. Nhà mình có vườn cây đẹp quá. Cũng có đủ rau để ăn. Đây chị đây lại. Thưa quý vị, đây là một chị ở thôn Tuần Xuyên, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội đã khỏi bệnh viêm đau dây thần kinh tọa do thoái hóa cột sống. Đấy. Chị chạy cho em một đoạn từ đây ra ngoài ngõ mà chạy quay lại. Có cái điện thoại to ở túi. Rồi chạy quay đây, chạy đi vất này. Vâng, thế tuyệt vời. Trên thực tế là không có không khỏi thì không thể đi làm được đúng không? Vâng. Trên thực tế là nhà mình là làm nghề gì đấy? Em nghề xây dựng, đấy. Cái sách vũ. Chị làm nghề xây dựng, thực tế là nếu không khỏi thì không đi làm được. Vâng. Rất là tuyệt vời, cảm ơn chị ạ. Em xin được chào anh ạ. Vâng. Em xin được tự giới thiệu, em là Lương Y Lạc Minh Cương, nhà thuốc Đông Y Bảo Lộc Đường. Có địa chỉ ở thôn Thọ Vực, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Hôm nay em tới nơi này, trước mắt xin phép để ghi hình ảnh của anh sau khi là anh sử dụng rượu, cụ thể là rượu thuốc để chữa bệnh viêm đau dây thần kinh tọa. Anh vui lòng cho em biết là anh tên là gì và hiện nay anh đang ở đâu ạ? À, vâng, tôi xin được giới thiệu, tôi là Lý Văn Tự, xóm Làng Chùa, xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Trước đây thì anh bị đau như nào? Thì trước đây thì tôi cứ hay bị đau sưng tấy bàn chân. Vâng. Có đau lưng ở mông gì không? Lưng mông thì chưa có biểu tượng. Nhưng anh đau thử, anh kể cho em là đau là cụ thể ở chỗ nào? Ở mông. Mông thì nó thi thoảng làm việc nhiều thì nó mới hơi nhức. À, nhức mông. Ờ, nhức có mông. Nhức lưng không ạ? Lưng không. Nhức mông bên trái hay mông bên phải? Mông bên phải này. Vâng ạ. À, bữa đấy là anh có điện tới nhà thuốc
và anh kể tình hình thì nhà thuốc cho rằng anh bị thoái hóa cột sống, chèn ép dây thần kinh tọa. Đông y thì gọi là thần kinh tọa, còn tây y thì gọi là thần kinh hông to, tức là nó là sợi dây thần kinh to nhất trên cơ thể, nó chạy từ thắt lưng ra hai mông và chạy xuống chân. Thông thường người ta sẽ bị một chân, ít người bị hai chân. Thế anh là đau mông như vậy, anh đau khoảng bao nhiêu thời gian trước đây? Thì trước đây thì cứ là lâu lâu nó lại đau, đau tôi uống thuốc tây xong nó lại cũng bớt đi, giảm đi nhưng mà nó không khỏi hẳn. Vâng ạ. Xong nó lại đau lại. Lại đau lại. Anh đã đi thăm khám ở bệnh viện nào chưa? Có thăm khám một lần ở bệnh viện huyện. Dạ. Người ta cho rằng là bị sao ạ? Cũng kết luận là cái gì viêm đa khớp à? Viêm đa khớp, cái gì khớp ấy. Có ảnh hưởng gì đến cuộc sống không? Kiểu như một cột thoái hóa gì không? Không. Vâng. Không có nói tái hóa. Vâng, anh Tây Mông. Xin hỏi anh cơ duyên nào để anh biết nhà thuốc hay là có ai giới thiệu? Thì cũng qua được một người trong làng này giới thiệu. Vâng. Thì trong làng nó cũng bị đau, hông đau nhức, lấy thì nó bảo nó khỏi. Dạ. Thế bắt đầu mới hỏi gặp đứa cháu mà. Dạ. Dạ, nó hỏi, nó bảo lấy thuốc ở nhà thuốc. Nhà thuốc Đông y Bảo Lộc Đường của nhà rồi, thuốc của bên em. Bảo Lộc Đường gì đấy. Thế bắt đầu cho số điện thoại thì tôi mới liên lạc. Điện thoại thì về sau tôi nhất trí tôi lấy thuốc. Dạ vâng, chị đấy thì ở gần đây. Thì bữa nhà thuốc cũng lên để ghi hình chị. Sau một thời gian dùng cái rượu thuốc đó thì đã khỏi bệnh viêm đau dây thần kinh tọa do thoái hóa cột sống chèn ép. Vâng. Bây giờ chắc là chị mách anh đúng không ạ? Đúng rồi. Anh gọi. Đúng rồi. Xin hỏi là quay lại dòng thời gian khi bị đau bệnh như vậy anh có lo lắng không? Nói chung là cũng lo, cũng chạy chữa khắp nơi đấy. Nhưng mà không thấy nó khỏi hẳn. Vâng, cụ thể trong, là... quá trình thời gian mà uống thuốc bên đây thì đến bây giờ là chưa thấy đau. Thì không biết là nó như thế nào. Tức là ổn định từ bây giờ được khoảng bao nhiêu thời gian rồi? Nói chung là cũng từ, nếu mà nói là từ năm ngoái rồi, từ cuối năm ngoái rồi. Dạ, từ năm ngoái đến bây giờ coi như không bị đau lại là nữa. Cũng gọi là nửa năm rồi, thời gian trôi qua là nửa năm rồi. Thời gian đau đấy thì là anh thường đau ban ngày hay ban đêm nhiều hay lúc nào cũng đau? Khi mà nó đã đau là nó đau suốt đấy. Đau suốt. Thời đau đấy suốt đau... Đa phần là tôi phải uống thuốc tây và nó chỉ là giảm đau thôi, nó không dứt điểm được. Thuốc tây kháng viêm giảm đau. Bây giờ anh có dùng thuốc Lam hoặc thuốc Đông y gì chưa? Đấy. Thì trước đấy tôi cũng dùng qua 2-3 thầy thuốc Nam. Vâng. Một ông ở đây, một ông ở Đồng Hỷ Thái Nguyên đấy. Dạ vâng. Đấy. Cũng không ăn thua. Không ăn thua, cứ nói chung là cứ lúc uống thì thấy nó đỡ nhưng mà khi bỏ 2-3 tháng lại thấy đau. Dạ. Đấy. Đấy. Thời đấy thì đau bệnh này thì hỏi tỉ mỉ anh một chút là ai là người phục vụ anh? Ai là người lo cho anh? Nói chung nếu mà để phục vụ thì cũng chưa đến nỗi phải phục vụ. Vâng. Vẫn cứ cố gắng đi được. Tức là mình vẫn tự mình đi tìm thuốc. Dạ. Tự mình vẫn đi lấy thuốc, tìm thuốc thôi. Chỉ có mỗi lần duy nhất là đau là hai vợ chồng với lại cháu là đưa nhau ra viện đi chụp chiếu thôi, xét nghiệm. Vâng ạ. Qua quá trình dùng thuốc đấy đến bây giờ anh đã ổn hẳn rồi đúng không ạ? Nói chung cho là ổn hẳn. Anh có cảm thấy thuốc của nhà thuốc tốt hay không tốt? Thì trước tiên thì tôi cũng không biết nói như nào, nhưng mà tôi thấy là từ ngày mà dùng thuốc của nhà thuốc đây thì là khỏi đến bây giờ là tôi cũng thấy nó nhẹ nhàng, con người thấy nó thoải mái. Vâng, khi mà dùng thuốc của nhà thuốc có thể ăn ngon ngủ ngon đúng không ạ? Đúng. Bởi vì nó là trong Đông y thì nó chỉ gọi là chữa gốc bệnh. Tại sao vậy? Bởi vì là có những vị thuốc bổ thận, thận thì chủ về xương, tốt cho xương. Có những vị thuốc thì chủ về cân cơ, tức là tốt cho gan thì là tốt cho cân cơ. Vì gan chủ về cân cơ nên người ta gọi là Đông y là chữa gốc bệnh ở chỗ đấy. Bởi vì khi mà uống thì thứ nhất là ổn định cột sống. Nếu mà cột sống mà nó chèn ép dây thần kinh tọa thì nó sẽ ổn lới lỏng ra và ổn định sợi dây thần kinh tọa. Đấy, cái này là cái rất là quý của thuốc Đông y, đặc biệt là cái thuốc của bên em, bởi vì qua cảm nhận của anh nó là sự thật. Anh đã dùng thuốc và đã ổn định được từ đầu đến năm đến nay. Thì cũng cách đây bây giờ cũng phải đến 6-7 tháng rồi phải không ạ? Đấy nó cỡ đấy đấy, tầm tháng 11 năm ngoái là tôi uống mà. Thì anh kể tỉ mỉ cho em một chút là cái thuốc của nhà thuốc có dễ dùng không? Có phải cầu kỳ đun nấu gì không? Nói chung là theo như tôi là dùng cái thuốc này là tôi thấy là rất là dễ. Dễ ở cái chỗ là bản thân mình cũng là cái thằng uống rượu nữa. Đâm ra là cứ tối về là tôi bảo đong ra chén, tôi ra ly nhưng tôi không đong đâu. Vâng. Tôi cứ thế là tôi uống trực tiếp thôi. Vâng. Cứ làm một ngụm to là xong.
Vâng, thuốc thì thuốc có nghĩa là rất là dễ sử dụng, không phải đun, không phải sắc. Cho dù phụ nữ nếu mà khó uống thì đổ vào cốc nước để uống. Mà còn... nói thật là uống xong thì là ngủ luôn là thấy ngon lắm. Ăn ngon, ngủ ngon. Vâng, thì là... Còn nói chung sức khỏe thì cũng chả thấy ảnh hưởng gì đến. Vâng, và tốt cho sức khỏe nữa mà. Tốt sức khỏe mà. Vâng, hôm nay em có cơ duyên lên trên này, trước mắt là thăm hỏi anh và gia đình, sau nữa là xin phép ghi hình. Thì rất là cảm ơn anh đã bớt chút thời gian để cho em ghi hình. Xin hỏi anh một chút là nghề của anh bây giờ có lặng nhọc gì không? Làm gì? Có ảnh hưởng gì đến sức khỏe lắm không ạ? Nói chung nghề hiện tại bây giờ, trước đây ấy, thì tôi cũng đi làm rừng, làm ấy, làm gỗ. Vâng. Nhưng mà từ năm ngoái đến giờ là tôi không đi. Vâng. Không làm. Vậy chỉ làm ruộng, làm ấy, vớ vẩn thôi. Vẫn đi làm bây giờ là làm bình thường ổn định rồi. Ừ. Vâng, thay mặt nhà thuốc Đông y Bảo Lộc Đường, hôm nay đến thăm anh, thấy anh có sức khỏe ổn định rồi. Nhà thuốc xin được nắm tay anh một tí. Vâng. Chúc anh và gia đình là luôn luôn có thật nhiều sức khỏe. Vì có sức khỏe thì mới lao động đi lại, thậm chí còn chơi bời nó còn thoải mái được. Vâng. Thế tôi cũng xin phép được cảm ơn nhà thuốc. Dạ. Vâng, cũng rất may là tôi gặp được nhà thuốc này thì bây giờ tôi cũng thấy bớt lo đi một tí. Dạ. Vâng, nhà thuốc sẽ cô. Vâng, cái đau của tôi là nó cũng đỡ, đau khỏi nhiều. Khỏi rồi. Vâng nhá. Vâng, cảm ơn. Thì nhà thuốc Đông y Bảo Lộc Đường cũng cố gắng này mang lại từ cái thảo dược để chữa bệnh cho con người, để thân thiện cho con người. Vâng. Vâng, anh bây giờ anh đi lại cho em một đoạn nhé. Về đi thoải mái, không mướn mắc gì. Vâng, anh chạy xuống dưới kia cho em một đoạn. Tít cây cây chuối. Anh chạy một đoạn, chạy một đoạn. Ôi, khỏe lắm. Tuyệt vời quá, nhà mình đầy cây cối này. Ông cho con hỏi cái máy cày của anh đây à? Vâng, của nhà. Vâng. Thế nhà cũng lại chạy máy cày luôn. À. Tuyệt vời quá. Ông lên bao tuổi rồi ạ? 83, 84 rồi. Thời mà bấy giờ anh bị bệnh này, ông có lo lắm, lo cho ông lắm không? À là, ông có lo cho anh lắm không ạ? À, thì lo cũng biết thế nào được. Vâng. Chỉ biết thuốc thang thôi chứ lo gì được. Vâng ạ, thời đấy nói chung bố mẹ làm thì không lo cho con, đúng không ạ? Vâng. Mới lo đặc biệt con lại, anh ấy lại chủ sự gia đình phải không ạ? Vâng. Vâng, tuyệt vời cả. Cảm ơn ông ạ. Đi lại tốt rồi, không có làm sao mà leo được đúng không? Quá tuyệt vời. Đây, anh chạy cho em một đoạn lên đây. Vâng, tuyệt vời quá. Xin nắm tay anh một lần nữa. Thay mặt nhà Đông y Bảo Lộc Đường, cảm ơn anh. Anh đã khỏe mạnh như này rồi là tuyệt vời rồi. Có sức khỏe là có tất cả. Xin cảm ơn. Vâng, tôi cũng xin cảm ơn nhà thuốc. Vâng, em xin được chào chị ạ. Vâng, chào anh. Em xin được tự giới thiệu, em là Lương Y Lạc Minh Cương, nhà thuốc Đông y Bảo Lộc Đường, có địa chỉ ở thôn Thọ Vực, xã Đội Bình, huyện Đức Hòa, thành phố Hà Nội. Hôm nay thì là em lên thứ nhất là thăm chị và sau nữa là khỏi hỏi thời bấy giờ là chị đã ổn định cái dây thần kinh tọa chưa sau khi là dùng thuốc của nhà thuốc. Trên thực tế là nhà thuốc đã lên đây một lần rồi, ghi hình rồi. Và hôm nay có cơ duyên là ghi một cái hình của người khác. Được chị giới thiệu à? Vâng. Giới thiệu vào bài. Anh ấy đã khỏi, anh ấy tên là anh gì ạ? Là... Không phải tên là anh Dự không nhỉ? Không, anh ấy tên là anh Tự. À, anh Tự. Đấy, nhà thuốc cũng vừa ghi hình anh rồi. Rồi anh cũng đã khỏi cái bệnh viêm đau dây thần kinh tọa do thoái hóa cột sống. Mà do chị thì sau khi dùng đã giới thiệu đúng không? Vâng. Chị cho em biết chị tên là gì và hiện nay chị đang ở đâu ạ? Em tên là Phương Thị Dự, bây giờ hiện tại đang ở Định Hóa, xã Bảo Cường ạ. Ở thôn này là thôn gì? Thôn là xã Làng Chùa, xã Bảo Cường. Cái này gọi là... Đây cũng bây giờ nó gọi là xóm Làng Chùa. À, xóm Làng Chùa. Vâng, xã Bảo Cường, xã Bảo Cường, Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Dạ vâng. Thì bữa em ghi hình trước đây của một cái hình cách đây được khoảng bao nhiêu thời gian nhỉ? Có được một năm chưa hay nửa năm chưa? Từ bắt đầu từ tháng 5. Tháng 5 thì tháng 7, tháng 8 là anh lên nhỉ? Dạ vâng. Cũng được mấy tháng rồi đấy. Dạ, được khoảng nửa năm rồi. Vâng. À, bây giờ thì công việc của chị làm gì? Bây giờ là em là cứ đi làm gỗ cho mấy anh ở cùng làng này. Vâng, tức là ổn định rồi mới đi làm gỗ được. Vâng. Và bây giờ cách đây nửa năm là nhà thuốc đã lên ghi hình chị là chị đã ổn định rồi. Vâng. Từ bấy giờ cho đến nay có đau lại không hay là... Uống thuốc xong đi làm đến bây giờ là cứ thấy nó khỏe ra, đi làm mà không cả thấy đau lưng, đau chân nữa. Vâng, không thấy đau lưng, đau chân nữa. Vâng. À, tức là chị ổn định sau khi dùng thuốc và ổn định đến nay là đã là thêm nửa năm nữa. Vâng. Là không còn đau nhức nữa, đúng không? Thế trước đây chị đau ở bên chân nào nhiều? Đau ở bên cái chân bên phải này xuống này. Nó đau hết từ đằng lưng này xuống theo bắp đùi thì xuống tận bàn chân này, nó cứ tê tức hết bàn chân luôn. Vâng ạ, thời đấy khó chịu không?
Em đau quá, em còn chống gậy đi bò từ trong nhà ra cơ. Quá là đau ấy. Vâng. Thế là may là em gặp được cái thuốc ở trên mạng này, là em điện luôn cho nhà thuốc là em mua về uống trong vòng một tuần là em khỏi. Vâng, thời đấy chị đau ban ngày nhiều hay ban đêm nhiều hay lúc nào cũng đau? Lúc nào em đau, ngày đau xong rồi đêm em cũng đau, em còn không ngủ được nữa cơ. Vâng, sau khi đặt thuốc và mua thuốc của nhà thuốc thì quay lại dòng thời gian này, khi mà dùng thuốc trên mạng chị có đắn đo gì không hay là chị không, có niềm tin? Em chả đắn đo gì, cứ thế là em điện là em lấy luôn rồi. Về là em uống. Thuốc của nhà thuốc dùng thế nào chị còn nhớ không? Lúc đầu uống nó hơi khó uống một tí thôi, nhưng mà về sau em uống cũng thấy cũng bình thường. Khi uống có, thuốc này có đơn giản không hay là phức tạp? Nó hơi có vị chát chát đắng đắng ấy. Không phải đun không phải sắc đúng không? Và chị uống. Thế chị có uống trực tiếp hay là chị pha với nước để uống? Không, em cứ uống trực tiếp thế, không phải pha qua nước gì cả. Vâng, đấy thì có những người là ngại uống rượu thì có thể pha vào nước uống. Mà trên thực tế là rượu dùng rất ít đúng không? Mỗi ngày dùng có 2 cái ly con. Vâng. Sau ăn trưa và trước khi đi ngủ thì càng tốt. Đấy. Em cứ uống trưa uống một chén, mà tối uống một chén trước khi đi ngủ ấy, uống một chén mắt trâu. Vâng, cái thời bây giờ bị bệnh thì chị có chữa trị ở đâu không? Trước là em đau quá là đi ra viện châm cứu mất nửa tháng, càng về càng đau thêm. Xong rồi gọi tư ở ngoài về để tiêm ở ngoài nữa 3 lần, 4 lần rồi, nhưng mà càng tiêm lại càng đau, cứ hết cái thuốc như kiểu nó tiêm thuốc giảm đau ấy, hết cái liều thuốc đấy là còn đau thêm nữa cơ. Vâng. Tức là dùng nhưng mà không ăn thua. Vâng. Thì quá trình dùng rượu thuốc của nhà thuốc thì là chị đến nay đã khỏi và ổn định từ lúc bấy giờ dùng thuốc đến giờ. Đấy, đi lại vẫn là đi lại ổn định rồi, và không đi lại được thì làm sao làm việc được nhỉ? Vâng. Đặc biệt là cái công việc của chị thì này cũng là tương đối nặng đấy phải không ạ? Đúng rồi. Toàn là đi làm gỗ, bốc gỗ mới bốc củi gỗ cho họ ấy. Trước đây lên phỏng vấn thì là bảo là đi gần xây à? Đi phụ xây cho phụ chồng. Xây. Vâng. Thế anh xã nhà hiện thời có đi xây không? Chồng em bây giờ thì đang đi xây bên này. Thấy bây giờ mà chị bị như này thì là ai là người phục vụ chị nhiều nhất? Chồng của em. Chồng à? Vâng. Vâng, thì là lần trước lên thì cũng không gặp ông xã, lần này lên thì cũng chưa gặp được, với ông xã là đi về muộn hơn. Vâng. Chị cũng vừa đi làm về. Em vừa mới về đến nhà được một lúc thì thấy trẻ bảo là anh đang chuẩn bị lên đến. Dạ, vì vừa em cũng vừa phỏng vấn cái anh mà chị giới thiệu, cũng anh đã khỏi rồi. Vâng. Và hôm nay thì là lên trên này, nhà thuốc đến thăm chị một lần nữa để hỏi là có xem tình trạng đã ổn định chưa. Thì thấy chị là hoàn toàn đã khỏi và đi làm bình thường rồi. Vâng. Thay mặt nhà thuốc Đông Y Bảo Lập Đường, xin cảm ơn chị đã bớt chút thời gian để nhà thuốc ghi hình. Và nhà thuốc xin được nắm tay chị một cái, chị ngồi đây. Vâng, đấy. Thầy chị thấy không? Có sức khỏe là có tất cả. Có sức khỏe thì mình đi làm này, rồi đi chơi này, cũng rất là thoải mái. Không có sức khỏe cả cái đi một bước cũng thấy khó phải không ạ? Vâng, thay mặt nhà thuốc cảm ơn chị đã tin tưởng sử dụng thuốc và bớt chút thời gian về sớm hơn để nhà thuốc ghi hình. Vâng. Ngày chiều ngày hôm nay là chiều ngày vào một ngày tháng đầu tháng 7 đúng không? Hôm nay là mùng 4 hay mùng 5 tháng 7 rồi. Nay là mùng 5. Vâng. Thế em cũng thay mặt là cảm ơn nhà thuốc là đã tìm được ra một loại thuốc quý để chữa cho mọi người đau nhức xương khớp như em này, là em vô cùng quý lắm rồi. Em trân trọng cảm ơn nhà thuốc, một lời cảm ơn rất là nhiệt tình luôn. Vâng ạ, thì nhà thuốc cũng cố gắng để tìm các cái thảo dược ở chính đất nước Việt Nam để chữa bệnh, làm sao mà có giá trị cao cho chính người Việt Nam. Vâng. Và chị đi lại cho em một đoạn nhé, hình như lần trước đi là không có đường đất. Bê tông. Vâng, nơi trước đi là đường đất ạ. Đường đất, bây giờ thì mới đổ bê tông đúng không ạ? Vâng, vâng. Thì chị đứng dậy đi cho em một đoạn. Và bây giờ chị đi xuống dưới kia. Đấy. Đi mạnh mẽ, khỏe khoắn rồi. Chạy một đoạn cho em. Chạy, chạy. Đấy. Sáng ra mà chạy thể dục ở khu vực rừng núi này quả là rất là tuyệt vời. Đấy, rất là tuyệt vời. Khỏe hẳn đúng không? Thay mặt nhà thuốc Đông Y Bảo Lập Đường, nắm tay chị một cái. Vâng, cảm ơn anh. Vâng. Tuyệt vời quá.